Làm nhau như thế này là phải cởi áo ra đấy nha, chứ không thể chịu nổi rồi đấy nhá. Bực bội lắm rồi đấy. Đừng có thách thức cho tôi cởi thật đấy. Sơn Tùng bị fan thách thức nên mạnh tay cởi luôn áo khoe dáng ngay trên sân khấu. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ca hát, những ngày qua khán giả đã thấy Sơn Tùng xuất hiện khá nhiều trên các sân khấu ca nhạc lớn sau khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng. Mới đây, nam ca sĩ lại tiếp tục có một sân khấu biểu diễn hoành tráng. Ngoài hình lịch lãm lần này của Sơn Tùng cũng nhận được rất nhiều lời khen từ phía khán giả. Trên sân khấu, với một không gian tiệc tương đối sang trọng, Sơn Tùng MTP cũng lựa chọn trang phục phù hợp, đồng thời có những phong thái trình diễn đậm chất lịch lãm và không hề bị quá nhiều năng lượng. Đặc biệt trong một khoảnh khắc giao lưu với khán giả, Sơn Tùng đã bất ngờ bị khán giả đòi lột áo trên sân khấu. Theo đó, Sơn Tùng chia sẻ với khán giả, làm nhau như thế này là phải cởi áo ra đấy chứ, không thể chịu nổi rồi đó nhé. Bực bội lắm rồi đấy, đừng có thách thức tôi cởi thật đấy. Sau đó, Sơn Tùng đã nghe rõ bên dưới sân khấu, khán giả đã đồng hành hô vang cởi đi, cởi đi. Nói là làm, Sơn Tùng liền tiến đến khu vực khuất ánh sáng phía cầu thang để cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, khoe trọn được nhan sắc điển trai trong chiếc áo sơ mi trắng, khiến không ít khán giả phải rùng rời khi nhìn thấy. Quay trở lại với những sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng, vừa qua, Sơn Tùng đã chính thức cho ra mắt EP Sky Decade. Đây chính là món quà đầu tiên trong chuỗi dự án kỷ niệm 10 năm, chúc mừng một thập kỷ của Sky. Đồng thời, nam ca sĩ cũng gây bất ngờ không nhỏ dành cho người hâm mộ khi đưa vào EP hai ca khúc đầu đời làm nên tên tuổi của mình, chính là Cơn Mưa Ngang Qua và Nắng Ấm Xa Dần, cùng bản phối và các đặt tên hết sức mới mẻ. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong showbiz nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.